nghèo mình bệnh tật chứ mình vẫn vượt khó qua. Mình không muốn ai chê bôi coi thường mình. Đi làm với ba mà cho dù có mệt cái máy thì nghe nhạc của ba hát thì em cũng không có mệt nữa. Cái hoàn cảnh giữa của An và Minh thì rất là khó khăn. Mẹ của ảnh thì cũng đi làm thuê, rồi thêm là hai anh em lại bị xương thủy tinh nữa. 4 năm tuổi đây em cũng không nhớ nữa. Rồi cái tai nạn ập tới, đến khi mà em học gần hết lớp 6, tai nạn lần cuối cùng em đi được. Em không có tự đứng bằng chân của mình được, nhưng mà em muốn tự đứng lên bằng hai tay của mình. Em muốn thay cha để nuôi mẹ và em với em. Điều đầu tiên đập vào mắt mình là một cậu bé khiếm thị. Mắt của bé không có được sáng như bình thường. Nói chung là tự nhiên là mình thấy rất là đau lòng cái lúc đó. Con người ta đậu rồi hả, thì người ta họ mừng. Còn con mình đậu rồi hả, tôi mừng nước mắt lắm. Bây giờ không biết tiền đâu mà nó đi hả đây. Một cái đùi không mà mổ 5 lần rồi gãy thêm cái tay nữa. Thành ra hai đứa nó không có đi được. Ở nhà có ai lo phụ chị không hay là có mình chị? Không, có mình ơn chị rồi chú. Ba của mấy bé mất hết rồi. Như mắt của cháu là nó có một cái tia hy vọng nào để sau này cho cháu nó được nhìn sinh hoạt. Bác sĩ nói là cái này là phải kiên trì chứ không có dám nói trước được. Em rất thích cái câu nói của bạn là đứng được hai chân thì mình đứng bằng hai ta. Không có sợ và không có khuất phục trước cái gì hết. Em chỉ mong muốn là mình sớm thành tà để cho ba mẹ là gia đình em có được cuộc sống tốt nhất. Quan trọng em á, phải có được một người ba quá tuyệt vời, quá hạnh phúc. Và mà chú là một người ba rất là tuyệt vời khi mà lúc nào cũng yêu thương và dành những điều tốt nhất cho con hết, rất là lạc quan, cái năng lượng sống cực kỳ tích cực. Em hy vọng là qua chương trình đối với những cái bài hát của em, dù chỉ là một phần nhỏ thôi, thì nó cũng sẽ giúp cho anh An và Minh có những cái suy nghĩ tích cực, làm động lực cho chính mình, cũng như gia đình của An và Minh cũng sẽ vui vẻ. Và đó cũng sẽ là một điều mang đến sự lan tỏa cho mọi người trong cuộc sống này. Đón xem tập 11 Hát Mãi Ước Mơ, phát sóng vào lúc 20:30 ngày 27 tháng 9 năm 2019 trên kênh HTV7.